Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay lô xe mới về bên em, mới về một chiếc siêu phẩm Media Million Limited Edition. Đây là một phiên bản giới hạn của dòng Media mà trên thị trường Việt Nam tất cả các cửa hàng chính hãng bán xe đạp đều không hề có. Đây là một phiên bản giới hạn dành cho dòng Media. Và bên thị trường châu Âu các bác nhé. Đây là một mẫu xe lý tưởng để dành cho những bác mà yêu thích dòng xe đua, là một trong những bộ sưu tập của xe. Mà các biết là những dòng xe phiên bản giới hạn thì nó rất là hiếm. Và may mắn vô cùng bên em hôm nay về là một chiếc xe đua Media Limited Edition. Và đồ rất là cao cấp các nhé, đồ 1.5. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, cái mẫu Media Million Limited này là phiên bản giới hạn. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm, gõ Media Million LTD là có thể ra được những trang website của dòng Media. Và dòng Media này hiện nay thì không có bán trên thị trường các bác nhé. Đây là một phiên bản giới hạn để dành tặng cho những người chuyên đua chuyên nghiệp mà những giải đua lớn trên thế giới. Và có một trong website ở bên nước ngoài đây, em sẽ vào các bác xem. Đây, đây là website bên dưới, em kích vào đây, EU đây. Đây, đây. Đây em có thể gõ hình ảnh cho bác xem rõ chi tiết hơn. Đây mẫu xe bên em đây. Và các bác kích vào đây. Đây là một website của bên Úc. Và bên thị trường đang bán với chiếc dao động, chiếc Media Road Million Limited Edition, là chiếc xe mẫu này em đang giới thiệu đây. Có giá là U xe, tức là xe đã qua sử dụng. Đây có nhìn thấy rõ ấy. Đây, đây là dòng xe qua sử dụng với giá là 1.800, tức là gần 1.900 đô. Vâng, đây là đi tiếng Anh, là bán tại thị trường bên Singapore. Hàng hai han, tức là hàng qua sử dụng. Và xe là Make in Taiwan. Đây xe nhà em đây. Và bên dưới khung xe thì bác nhìn rõ ấy, có chữ Make in Taiwan bên dưới khung xe và có QR code. Bác có thể thấy rõ ấy. Đây là một dòng xe rất là hiếm bên thị trường bên em mới về. Các bác nào muốn tham khảo thì có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về dòng xe rất là hiếm này. Vâng, chiếc xe Media Limited Edition này, cái phiên bản màu rất giống xe Media Countach mà lần trước em báo về là màu Countach 94. Đây là một dòng xe road đua rất là hiếm và được bên em mới về. Xe có tổng thể xe là trên 85%, vì là bên thị trường bên nước ngoài đã sử dụng qua rồi nên mà xe không được còn được đẹp, nhưng mà tổng thể xe còn rất là đẹp bác nhé. Đây có thể nhìn rõ, đây là Limited Edition, tức là phiên bản giới hạn. Mà các bác biết thì tất cả những cái đồ giới hạn chứ không phải riêng về xe thì cái giá thành nó rất là cao, nó chỉ sản xuất ra một số lượng nhất định. Đây có một vài vết hơi chầy nhỏ trên khung xe, các bạn thấy rõ. Nhưng tổng thể xe nó đánh giá rất là đẹp không nhá. Đấy. Và rất là hiếm bên em mới về một chiếc xe như vậy. Cái mẫu xe Media Edition này thì tại thị trường Việt Nam tất cả các chi nhánh cửa hàng đại lý bên Media đều không hề có bác nhá. Thì vì mẫu xe này là bên thị trường nước ngoài. Comment bên dưới cũng sẽ, đây là những cái vết còn mà lớp ni lông ở bên dưới xích xe bác nhá, chứ không phải cái xước đâu. Có thể khi mà các bác nào lấy xe thì em có thể cho một cái chắn ở bên dưới này để chấm vào lọc xích vào đây. Qua cái thời gian sử dụng, lớp ni lông của nó bóc ra đây, em vẫn để nguyên, nó chẳng không ảnh hưởng gì cả, chứ không phải cái xước đâu. Xe làm từ hợp kim nhôm AL Aluminum 6066. Các bác biết thì những dòng em giới thiệu qua thì những dòng nhôm siêu nhẹ 6061, thì đây là một dòng cao cấp AL 6066, nhẹ hơn những cái dòng khung nhôm khác thông thường. Tức là dành cho những dòng xe cao cấp của dòng Media. Bento size center to size S nhá. Thì ở các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và khung xe cũng làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ 6066 AL.
dốc rất là cao cấp. Xe được trang bị với rơi ôm sườn. Và xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với cái cọc cổ phốt của dòng FSA. FSA nó biết là thương hiệu Mỹ rất nổi tiếng rồi, về chuyên về sản xuất cọc yên và ghi đông xe. Tay cuốn Physics, tay cuốn hiệu không nhá. Cái dòng tay cuốn này thì các bác có thể đi mưa gió thoải mái mà không bị bong chóc cái lớp này. Lớp này rất là bền, đây là lớp da của nó đây. Tay đóng hiệu Physics. Các bác nào có thể không biết thì lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái đồ thương hiệu Physics xe. Thương hiệu rất là nổi tiếng về làm tay cuốn ghi đông. Thương hiệu của Ý. Và xe là sử dụng cấu hình rất là cao cấp. Tay lắp Shimano 1.5. Tải em là tay lắp cũng là của Shimano 1.5. Và đằng trước xe thì có logo hiệu nổi như hình ngọn núi của chính hãng Media. Có thể thấy rõ đấy. Càng lôm. Có một điểm nhấn trên khung xe như màu trắng này đó, chúng tôi rất là nổi bật. Cái dòng chữ Media. Bên kia là chữ Million LTE. Đó là dòng Media Limited phiên bản giới hạn. Rất là hiếm, may bên em rất là may mắn được về một chiếc xe được Media cao cấp như vậy. Mayer nguyên bản chính hãng Media. Và kích thước lốp là bảy trăm nhân 23 c. Và các bác có thể thấy rõ ấy, đây là thông số và QR code của chính hãng xe bên dưới gầm em quay cho bác đây. Và so sánh cái chiếc xe mà em vừa các bác xem ở trên mạng đấy, trùng hợp đây là một mẫu xe chính hãng các bác nhá. Đây là một dòng mẫu Media cao cấp mới được sử dụng bộ khung nhôm siêu nhẹ 6066 AL. Xe được sử dụng với đùi đĩa trục rộng FSA, đùi chính hãng nguyên bản cho xe mà các bác em vừa giới thiệu qua các bác đã biết rõ rồi. Đây đang đi vòng. Xe được sử dụng với củ đề Shimano 1.5 rất là cao cấp. Trang bị 10 tấn lip, 2 đĩa. Vâng, gần như là một chủ động full của dòng Shimano xe đồng rốt rồi. Con xe của dòng xe 20 tốc độ. Cọc yên Media Pro rất là cao cấp nguyên bản chính hãng trong xe. Yên thấy nó thì đấy, yên còn rất là mới. Yên thì mỏ quạng. Đằng sau thì lỗ những cái lỗ li ti thoáng khí có thể thấy rõ ấy, cái điểm nút. Đằng sau cũng có sử dụng bộ Mayer chính hãng nguyên bản đầu xe Media bạc đạn. Mayer bạc đạn đó nhá. Căm lá hẹ hoặc là căm dẹp chính hãng theo xe. Và bây giờ em đi test hoạt động chi tiết của xe. Vâng, lên lip xe có bộ chuẩn động rất là cao cấp Shimano 1.5. Cái dòng ra rốt này là gần như là xuống cuối rồi, chuẩn động rất chân chu và mượt mà, trang bị với 10 tầng lip xuống lip này. Và hầu như hoạt động của xe không có chi tiết nổ nào cả xuống lip. Vâng, và bên tầng đĩa xe sử dụng với 2 đĩa 9 đĩa. Vâng, lên đĩa sử dụng với một đĩa FSA, một đĩa của rất là nổi tiếng thương hiệu Mỹ. Nó là bon cho nó nhé. Em qua quay tổng thể sơ qua về khu vực xe lắp đây. Đây là một chiếc xe rất là hiếm, phiên bản giới hạn của dòng Media Limited Edition. Phiên bản rất là cao cấp mà chỉ có giới hạn mức độ xe nào đó thôi. Không sản xuất đại trà những cái dòng Media thông thường model khác. Và may mắn hôm nay bên em về được một chiếc. Và cấu hình rất là cao, 1.5.
Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe Meridia Limited Edition rất là cao cấp bên em mới về, và phiên bản xe này là phiên bản giới hạn đó nhá, phiên bản xuất Âu, và bên thị trường châu Âu mới có những cái dòng Meridia cao cấp như vậy. Và có giá rất tốt bên em là 11,9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp đến đăng ký vào trong các kênh. Và dòng Meridia này được trang bị với một bộ cấu hình rất là khủng, 1.5, và bộ khung nhôm cao cấp AL6066, một bộ khung nhôm rất là siêu nhẹ, cao cấp hơn ở dòng nhôm 6061. Các bác đi xe rồi có tìm hiểu thêm về những dòng nhôm siêu nhẹ. Và đây là một mẫu xe nguyên bản bên em mới về. Vâng, em bên em chỉ nhận nhắn tin qua Zalo, không nhận cuộc gọi. Vâng, các bác hẹn các bác vào trước ngày mai.